Chào Cam, Cam làm đề này nhé. Câu 4 này. Cho hai đường tròn. Cam vẽ hình luôn nhá. Hai đường tròn nó o phẩy. Đó, hai đường tròn. Cắt nhau tại AB. Đây là A này. Đây là B này. Điểm C thuộc O, C và O cùng phía bờ AB. Thì lấy C ở đây. C. Tiếp tuyến tại C. Các em vẽ tiếp tuyến tại C. Tiếp tuyến tại C. Cắt AB. Các em kéo dài AB lên cho cắt. Đó, D. Đường tròn tâm D, bán kính DC. Em vẽ tiếp đường tròn là DC. Đó. Đường tròn tâm D bán kính DC. Cắt O tại E. O đây. Thế thì E sẽ ở đây. Cắt O phẩy tại F và G. F nằm trong O. F nằm trong O thì F đây. Thế còn G đây. Đó, đây là O phẩy. H là giao của DO và CE. Kem nối DO. CE nối CE. CE thế thì đây phải vuông, được chưa nhỉ? Đó, đây là H này. K là giao của DO phẩy và FG. DO phẩy đây. Đều phải FG.
Rồi bây giờ chứng minh ý đầu của câu A. Được chưa? Đấy, DC bình bằng DA nhân DB. Bốn A. DC bình bằng DA nhân DB. Thì em thấy là tam giác đồng dạng nhá. Đấy, tam giác DCA nó sẽ đồng dạng. Cái này tương đương với cả DC trên DA bằng DB trên DC. Kem nối C với A này. Và nối B với C. Đấy, gọi cái này là một này. Thế thì kem có góc DC, DCE. DCE nó sẽ bằng DCA, DCA nhé. Không dùng góc DCE, dùng góc DCA. DCA nó sẽ bằng DBC. Đấy, tại vì là 1 phần 2 số đo của cung AC. Được chưa? Hai góc này bằng nhau, đúng không? Đấy. Cho nên là suy ra tam giác đồng dạng sẽ có tam giác DCA sẽ đồng dạng với tam giác DBC. Đấy, cho nên là DC trên DA sẽ bằng DB trên DC. Cho nên lúc này sẽ suy ra một đúng, được chưa? Đấy, hai tam giác này đồng dạng suy ra một đúng. Các em chứng minh xong ý đầu. Chuyển ý tiếp theo, DG là tiếp tuyến của O phẩy. DG. Các em có DG nó bằng DC, được chưa? Đấy, DG bằng DC. Đấy, DG bằng DC này. Cho nên là suy ra DG bình sẽ bằng DA nhân DB. Đấy, bằng DA nhân DB. Thế thì lúc này lại suy ra DG sẽ là tiếp tuyến, được chưa? Đấy, DG sẽ là tiếp tuyến. Tại vì cái DA trên DB
DA trên DB này nó lại bằng DE nhân với cả DO phẩy. Chứng minh cái này. Đấy, chứng minh cái này thì các em cũng sẽ chứng minh được, được chưa? Đấy. Nối A với E này. Đấy, nối O phẩy với B. Đấy, khi đó các em sẽ chứng minh được cái tam giác DEA nó sẽ đồng dạng với cả tam giác DBO phẩy này. Đấy, cho nên là các em có điều này. Đấy mà cho nên sẽ suy ra DG trên DE sẽ bằng DO phẩy đấy, trên DG. Đấy, cho nên suy ra tam giác DGO sẽ đồng dạng với tam giác DGO sẽ đồng dạng với DEG. Ừ. Thế mà cái góc E này lại vuông này. Cho nên sẽ suy ra được góc DGO phẩy. À đây là DGO phẩy nhé. Đấy, DGO phẩy. DGO phẩy sẽ bằng góc DEG. Đó, và bằng 90 độ. Cho nên sẽ suy ra điều phải chứng minh, được chưa nhỉ? Đấy. Suy ra DG tiếp xúc O phẩy. Đấy, thế là các em chứng minh xong ý 2, được chưa? Đấy. Tiếp xúc O phẩy. Các em chuyển câu B. OHK O phẩy nối tiếp. Các em nối O phẩy. Đây là K này. Đó, đây là K. Nối H với K.
Các em có ý B này. Các em có DG bình đúng không? DG bình bằng DK nhân DO phẩy. Đấy. Lại bằng DC bình. DC bình thì lại bằng DH nhân DO. DH nhân DO. Cho nên suy ra hai cái này bằng nhau, được chưa? Đấy, cái này sẽ bằng cái này. Cho nên suy ra DK nhân DO phẩy sẽ bằng DH nhân DO. Cho nên lúc này sẽ suy ra được tam giác DEH sẽ đồng dạng với cả tam giác DO phẩy. Cho nên lúc này sẽ suy ra góc D O phẩy O sẽ bằng góc D FE, DHE bằng góc DHE. H là ở đây nhé. H là ở đây. Còn F là ở đây. Cho nên suy ra tứ giác sẽ suy ra tứ giác OH cao phẩy nội tiếp. Thế là các em chứng minh xong ý này, được chưa? Và ý cuối cùng, ý C, CE, FG và AB là đồng quy. Đây đồng quy ở đây đây. Đây vuông này. Đặt đây là T. O phẩy vuông với DB tại T. Thế bây giờ GGF GF giao với cả BD, giao BD bằng N. Thế thì các em sẽ có tứ giác O phẩy K, O phẩy KNT đúng không? Sẽ nối tiếp, được chưa nhỉ? Đấy, nối tiếp. Nối tiếp cho nên sẽ suy ra được góc EO phẩy T. Đấy, góc này sẽ phải bằng góc ETD. Thế mà cái góc EO'T này nó đang bằng cái góc KHD, được chưa nhỉ? Đấy, bằng KHD. Đó, tại vì cái tứ giác này nối tiếp, được chưa? Đấy, tứ giác này nối tiếp cho nên là góc này nó bằng KHD, được chưa? Đấy. Thế bây giờ lại gọi GF. GF giao với cả CE. Giao với CE
Đó, tại N phẩy. Thế thì lúc này các em sẽ có tứ giác DK DK N phẩy H nội tiếp. DK N phẩy H sẽ nội tiếp. Nội tiếp. Nội tiếp thì lúc này sẽ suy ra được góc KN phẩy D. Đấy, KN phẩy D nó phải bằng KHD. À, tại vì nó bằng 1 phần 2 số đo của cung AD. Đấy, nó phải bằng nhau, được chưa? Đấy, hai góc này phải bằng nhau. Thế thì nó bằng KD suy ra nó sẽ phải bằng EO phẩy T. Nhầm. Đây phải là END, được chưa nhỉ? Đây phải là END nhé. Đấy. Nãy lại nhìn nhầm xuống T này rồi. Đây, trên đây, đây là N, được chưa? À, đây là N này. N đấy. Đấy, EO phẩy T. Đó, nó sẽ phải bằng ND, được chưa nhỉ? Đó, tại vì tứ giác nội tiếp. ND thì lại bằng KHD rồi. Đấy, thế bây giờ suy ra KN phẩy D nó lại bằng góc ND, đúng không? À, E là dưới này. E là đây. Đây phải là K. À, phải sửa E thành K. Vuông tại K, đây phải là K. Nhé. Đấy, bị nhầm nhá. Đấy. Đấy, các em chú ý. Nó gần nhau quá nên là nó nhầm. Đấy, chỗ góc vuông kia là K này, KND này. Đấy, góc này nó phải bằng góc KND. KO phẩy. KO phẩy nhé. Đấy, KO phẩy T bằng KND. Vì tứ giác nội tiếp. Đó, nãy bị nhìn nhầm. Đấy, cho nên KN phẩy D này nó phải bằng KND. Đấy, cho nên suy ra N sẽ trùng với cả N phẩy. Đấy, cho nên suy ra đồng quy. Được chưa? Đấy, suy ra. Đấy, suy ra. CE FG và AB. Đó. Đồng quy tại N. Đó, đồng quy tại N. Đó, thế là các em chứng minh xong bài hình, được chưa? Đấy, bài 4 xong, các em chuyển. Đó, bài 5. ABC thực dương tổng bằng 3.
Thì các em có thể dùng cái bất đẳng thức Cauchy Schwarz nhá. Đó. Đấy, Cauchy. Đây là thầy phiên âm rồi đấy nhá. Đấy, Cauchy Schwarz là sang tiếng Việt rồi đấy. Đấy, cái bất đẳng thức này nó sẽ là A1 cộng A2 cộng chấm chấm đấy, cộng AN đấy, trên B1 cộng B2 cộng BN. Cái tử này tất cả bình phương thì nó sẽ bé hơn hoặc bằng A1 bình trên B1 cộng A2 bình trên B2 và cộng AN bình trên trên BN. Đó. Đấy, với điều kiện là những cái mẫu này phải lớn không, được chưa? Đấy, mẫu này lớn không? B1 hoặc là hiểu là BI. Đấy, các em chú ý là BI. BI phải lớn hơn không? Đó. Thế thì cái này các em có thể áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy Schwarz này, được chưa? Đó. Thế thì lúc đó cái 1 trên 4A bình cộng B bình cộng C bình này nó bằng đưa về cái kia 1 phần 9 này. 1 phần 9 thì đây sẽ là A cộng B cộng C tất cả bình trên 2A bình cộng B bình cộng A bình và cộng C bình cộng A bình. Đó, lấy bớt hai cái A bình này ra để ghép với B bình và C bình, được chưa? Đó, chia cái mẫu này thành 3 phần bằng nhau. Được chưa? 3 phần bằng nhau. Thế thì nó sẽ bé hơn 1 phần 9 giữ nguyên này. Cái A bình trên đây thì là 1 phần 2 này. Cộng B bình trên B bình cộng A bình. Cộng C bình trên C bình cộng A bình. Đó. Thế thì tương tự như thế này sẽ suy ra được về trái, được chưa? Đó, suy ra về trái. Đó, tiếp câu 5. Đó, về trái sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần 9 này. Đó, 3 cái 1 phần 2 này sẽ là 3 phần 2. Cái này sẽ thành 3 cặp, được chưa? Sẽ có 3 cặp. B bình cộng A bình trên B bình cộng A bình. Cộng C bình cộng A bình trên C bình cộng A bình. Và cộng A bình cộng B bình trên A bình cộng B bình. Đó. Đó, thì cái này tử mẫu bằng nhau thì nó sẽ bằng 1, được chưa? Đấy, 1. Thì các em sẽ có cái này nó sẽ bằng 1 phần 9. 1 phần 9 nhân với cả 3 phần 2 cộng 3.
thì nó bằng 9 phần 2. 9 phần 2 nhân 1 phần 9 thì nó sẽ đúng bằng 1 phần 2. Đấy, dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C và phải bằng 1. Đó, thì lúc này sẽ có vế trái sẽ đặt mắc. Được chưa? Đấy, mắc sẽ bằng 1 phần 2. Đó, sẽ đúng bé hơn được bằng vế phải là 1 phần 2. À, lúc này các em đã chứng minh xong câu 5 nhé. Rồi, bài hôm nay các em giải quyết câu 4, câu 5. Đấy, bài sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.